Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Salon ô tô Hà Nội 1. Hôm nay em Tuấn Anh sẽ tiếp tục giới thiệu tới các bác một mẫu xe rất là độc và lạ của Toyota, chiếc Toyota Venza. Chiếc xe này được sản xuất vào năm 2011. Tại sao lại nói nó độc và lạ? Bởi vì là đối với những cái bản năm 2008, 2009 thì nó rất là nhiều, nhưng riêng đến từ năm 2010, 2011 thì những chiếc xe này rất là hiếm bởi vì đã dừng nhập về Việt Nam. Chiếc xe này thì nhập khẩu nguyên chiếc tại Mỹ. Đấy. Em lia nhanh một vòng để các bác cùng quan sát chiếc xe nhé. Ngoại thất của chiếc xe màu trắng, nhìn rất đẹp, trắng như ngọc trinh luôn. Nội thất màu kem. Hiện tại xe này trang bị động cơ VTTI 6 cấp, máy xăng 2.7. Chiếc máy rất là khỏe. Riêng về dòng động cơ của Toyota thì rất là bền bỉ, nên là các bác yên tâm về khoản chất lượng chiếc xe. Đấy, bây giờ em sẽ đi chi tiết một số các cái phần của ngoại thất của xe, như về phần đèn. Đó, chiếc đèn này là còn nguyên bản của xe này, còn rất mới và bóng, trang bị đèn bi xenon, ở dưới cũng đèn gầm. Đấy, như các bác nhìn quan sát thấy thì bề mặt còn rất là đẹp và mới, không hề có vết xước gì cả. Đây, mặt ca lăng của xe đây. Đấy, mặt ca lăng được nẹp mạ cái lớp chrome rất là sáng bóng nhá, đẹp không hề xước. Tiếp đến là xe có trang bị cả cái cặp mà gương chỉnh điện. Hơi tiếc một chút là bản này là chưa có tích hợp xi nhan trên gương. Còn đây là bộ mâm của xe. Venza thì trang bị bộ mâm rất là lớn. Đó là mâm 19 inch các bác nhé. Đấy, về mặt mâm còn rất đẹp này, cả bốn mâm đều zin hết theo xe. Đấy, mâm hợp kim đa chấu. Đấy, đây các bác quan sát nhìn cái những cái đường gân của xe này còn rất là thẳng. Đó, cái điều đó chứng tỏ là xe không hề bị đâm đụng va quẹt gì cả. Đấy, còn zin 100%. Đây, em quay tiếp về thấy phía đằng sau đây. Đằng sau của chiếc xe đấy ạ. Đấy, form dáng nhìn rất đẹp với một cái bản crossover như này, xe là xe 5 chỗ. Riêng về cái logo này nhìn nhìn đã rất là đẹp rồi, nhìn rất là cá tính và trẻ trung và cũng hiện đại nữa. Một chiếc xe được sản xuất vào 2011 mà form dáng nó còn đẹp như này. Đèn phanh thứ ba trên gần trên nóc. Trang bị đằng sau hai cụm đèn hậu đây. Đó. Đây là hông bên phải của xe. Xe này thì cũng có được trang bị cả cốp điện rồi. Đấy, em mở phần cốp để cho các bác quan sát thấy luôn. Đây, nút mở cốp điện đây ạ. Cốp của chiếc xe thì rất là rộng rãi. Đó. Đấy, các bác nhìn đấy, khoang rất rộng rãi này. Tất cả những cái chi tiết bề mặt nhựa hay là những cái thảm ở trên còn nguyên. Xe thì vẫn còn nguyên đầy đủ bộ kích lốp dự phòng, Đó. Đây có cả cái mảnh tre. Nhưng mà các bác quan sát từ dưới xe đi lên này. Xe có trang bị cả cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Giờ em mời các bác cùng em vào cái phần quang nội thất nhé. Để khám phá xem là nội thất của chiếc xe này được trang bị những gì. Như em đã giới thiệu thì nội thất màu kem rồi. Ghế da. Đấy, ghế da của chiếc này thì vẫn còn rất là đẹp. Đấy, tuy nhiên thì trong cái quá trình 5 tháng sử dụng với cái khí hậu ở Việt Nam thì có thể cái da chỗ này sẽ hơi nhăn một chút. Nhưng mà còn rất đẹp này. Không hề rách, xước gì cả. Đó. Bề mặt vô lăng của xe đây. Bề mặt vô lăng xe đây vẫn còn mới và đẹp. Tất cả những cái logo cũng vậy. Trên vô lăng thì có tích hợp cả các cái nút điều chỉnh âm lượng, đàm thoại rảnh tay. Đó. Xe chống có hệ thống chống chân trượt cân bằng điện tử. Gương là chỉnh điện. Trang bị điều hòa hai vùng độc lập. Đó. Hai cửa gió của hai hàng ghế trước này. Còn đây là cửa gió của hàng ghế sau. Hai cửa gió hết.
Nếu mà nói về cái không gian rộng rãi thì chiếc này em nghĩ là không có đối thủ, bởi vì xuất Mỹ với form dáng của người Mỹ rất là cao lớn, nên là khi mà về Việt Nam này chiếc này ngồi trên này rất là rộng rãi và thoải mái luôn. Đó, không gian thoải mái luôn cho các bác ngồi. Cần số tự động được đặt lên phía trên gần vô lăng và ngả về phía ghế lái để tạo một khoảng không gian ở bên này đó, để các cái nước đó, và có cả ngăn làm mát nước nữa. Trang bị màn hình cảm ứng 9 inch. Đó. Đây phanh tay đấy ạ. Bản này phanh tay lại ở dưới để ở dưới chân này. Tất cả những cái bề mặt táp ly, táp lô của cửa còn rất mới và đẹp. Đấy, bọc da kết hợp với cả ốp gỗ. Xe này thì trang bị các cái kính lên xuống một chạm hết, có cả chống kẹp. Ghế lái, ghế phụ chỉnh điện 8 hướng. Đấy, một chiếc xe sản xuất 2011 mà tràn ngập công nghệ như này. Chiếc xe được phân khúc D đấy ạ. À, cái thảm ở trên này, chi tiết thảm ở trên này còn mới này, thảm trên còn rất mới, các bác nhé. Cửa sổ toàn cảnh panorama đây. Đó. Phải nói là rất đẹp. Xe này thì trang bị hộp số 6 cấp, máy xăng 2.7. Nhìn rất là rộng rãi, đúng không? Tiếng đóng cửa xe rất là chắc này. Đó. Giờ em mời các bác cùng em khám phá cái phần khoang máy. Các bác đợi em một chút nhé. Đây. Đây về khoang máy của chiếc xe đây. Đầu tiên là em sẽ quay về cái phần ốc của nắp capo và chân nắp capo, ốc còn nguyên zin nguyên bản. Chứng tỏ một điều đấy là nắp capo là chưa bị tháo. Tiếp đến là ốc chân máy. Chân máy vẫn còn nguyên dấu sơn của nhà sản xuất. Đây, ốc mặt máy đây ạ. Chiếc xe này thì máy nó hơi bụi một chút. Em lấy về là cũng chưa có dọn dẹp gì khoang này cả. Cứ để nguyên để quay thôi. Đấy, tất cả các chi tiết ốc còn nguyên nhé. Không hề có vết bong chóc hay là tháo mở gì cả. Sơn còn nguyên này. Đây ốc dàn đầu đây. Ốc những cái chi tiết nhựa này. Để chứng tỏ là cái chiếc xe nó đẹp như nào, nguyên bản. Máy chạy rất êm, riêng dòng Toyota thì máy này cực kỳ bền bỉ. Còn phần keo chỉ của máy nguyên zin luôn ạ. Những cái lỗ ở trên nắp capo này nguyên bản của nhà sản xuất nhé, không móp méo gì cả. Kiên đóng hộ chú này. Vâng, vừa rồi thì em có giới thiệu tới các bác mẫu xe Toyota Venza sản xuất vào năm 2011, nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ. Hiện tại chiếc xe đang được bày bán tại cửa hàng Salon ô tô Hà Nội 1, có địa chỉ là tại số 1B đường Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Thì giá chào bán bên em đang báo chiếc xe này đó là 720 triệu. Bác nào quan tâm tới chiếc xe thì có thể liên hệ trực tiếp số hotline để dưới màn hình, hoặc là qua trực tiếp cửa hàng để xem xe và lái thử cảm nhận chiếc xe. Phải nói là chiếc xe này rất chất, rất đẹp, độc và lạ. Các bác sắm chiếc xe này để phục vụ cho gia đình thì không có cái gì phải bàn nữa rồi. Đó, sẽ ưu tiên cho các bác nào qua trực tiếp cửa hàng xem xe. Bên em sẽ ưu đãi và có giảm giá cho các bác. Đây, em sẽ lia lại một vòng nữa để các bác nhìn thấy chiếc xe.
quá đẹp so với một chiếc xe sản xuất vào năm 2011. Động cơ rất là bền bỉ. Chiếc xe này thì tên tư nhân biển Hà Nội rồi ạ. Hồ sơ bên em là đã chuẩn bị giấy tờ pháp lý rất là đầy đủ. Nên các bác tới mua xe thì cái thủ tục làm rất là nhanh gọn. Và một lần nữa em xin cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.